Mình nâng mũi ở bệnh viện vào lúc là 1 tây á, 1 tây tháng 6. Đến nay là 14 tây thì đã được cũng gần nửa tháng rồi. Bởi vì là cái dán mũi trước của mình á là bị gồ hai bên này. Nói chung là ở đây nó hơi to á, với lại là cái phần ở giữa đầu mũi của mình nó bị gãy á. Và khi mà mình lựa chọn nâng mũi ở bên Bác Cường á thì mình cũng được một vài người bạn giới thiệu, thì mình cũng nói chung là cũng có tìm hiểu và cũng khá là an tâm. Nói chung là dán mũi này thì mình khi mà mình tháo nẹp ra thì mình cảm thấy rất là ưng luôn, tại vì bác mài hai bên này lại và mình Dạ cảm thấy vâng. cái mũi mình hiện tại rất là gọn. Dán mũi này mình rất là ưng luôn á. Giờ hiện tại thì khi mà anh tháo nẹp xong anh về nhà thì mọi người khi mà nhìn vào cái dáng mũi của anh có lời khen gì không? Nói chung là vài người bạn thì cũng có nói là đẹp, với lại là baby hơn. Lúc trước thì có vẻ hơi phong trần một chút xíu. Mình muốn gửi lời cảm ơn đến bác Cường. Lúc đó thì bác cũng có động viên mình á. Dạ. Vì thì trong quá trình đó mình làm mình cũng nói chung là an tâm hơn, Dạ cảm vâng. thấy đỡ lo lắng hơn. Thì có trong quá trình làm đau đớn không? Nói chung là không đau gì cả, Về không có nhà thì đau. sao? Về nhà thì nó cũng có cảm thấy là hơi hơi mà phải gọi là nhức nhức chút xíu thôi. Tại vì trước đó mình suy nghĩ là có vẻ là sẽ đau lắm, tại vì cái này là mài xương mà. Dạ đúng Nhưng rồi. mà nó không có đau như mình nghĩ. Nó À chỉ thế. hơi hơi thôi, mình Vâng. vẫn ngủ rất là ngon luôn. Còn vệ sinh thì có gặp khó khăn gì không anh? Vệ Vệ sinh sinh thì không có khó khăn gì cả. hai ngày đầu khi mà mình còn cái ống này này. Lúc đó thì nó hơi hơi khó chịu, bởi vì mình không có thở được bằng Bằng lỗ mũi, mũi. đúng rồi, Nó chính hơi xác. nghẹt. Cho nên Dạ. nó chỉ có cái phần đó thôi, chỉ có phần là không có thở được bằng mũi thôi.